I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Quỳnh Côn bị thương, bó bột chân khi đóng Chúng Ta của 8 năm sau. Nữ diễn viên phải nghỉ 3 tuần để dưỡng thương. Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Chúng Ta của 8 năm sau đang phát sóng. Trong diễn biến mới nhất, bé Cam, con gái của Tùng và Nguyệt bị phát hiện mất tích. Khi nghe chồng báo tin, Nguyệt vội vàng chạy xe đi tìm con. Tuy nhiên, cô lại bất ngờ bị một quả bóng đập vào đầu khiến cô ngã xuống đường, xe đè lên chân. Dương, do Huyền Ly Di và người thân qua đường đã nhanh chóng đến đỡ Nguyệt. Trong cảnh phim, Nguyệt cho biết cô không sao và được Dương chở đến gặp Tùng. Tuy nhiên, trong đoạn clip hậu trường do đoàn phim đăng tải thì Quỳnh Côn thực chất lại bị chấn thương khá nặng. Ekip đã hốt hoảng đến vây quanh và hỏi thăm nữ diễn viên. Chân cô bị chảy xước và sưng to, không đi nổi. Các nhân viên đoàn phim đã tiến hành sơ cứu chườm đá lạnh quanh vết thương cho Quỳnh Côn. Theo lời nữ diễn viên, cô đã tập cảnh này nhiều lần liên tục. Trong lúc tập thử thì cô đều có khống chế lực ngã, không để mình bị thương. Thế nhưng khi vào quay chính thức thì lại xảy ra sự cố, chân cô phải bó bột. Những lúc di chuyển, Bê Trần phụ trách cõng cô. Buổi tối hôm đó, tôi lại bị sốt xuất huyết, thế là đoàn phim cho tôi nghỉ 3 tuần để dưỡng thương. Thèm quay phim khủng khiếp, người đẹp chia sẻ. Trước khi tham gia các phim Giờ Vàng, Quỳnh Côn từng là thành viên trong nhóm hài Kem Xôi, Loa Phường. Tuy nhiên sau một thời gian, cô quyết định thay đổi định hướng và chinh phục con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. So với hình ảnh ngọt ngào nhí nhảnh trong các bộ phim chiếu mạng, nữ diễn viên đã lột xác qua các vai diễn trên truyền hình. Từ Quỳnh Búp Bê, Đừng Bắt Em Phải Quên cho đến Hướng Dương Ngược Nắng, Gara Hạnh Phúc và nhất là Đừng Làm Mẹ Cáu, Quỳnh Côn đã thể hiện tốt vai trò người mẹ trẻ nuôi con mọn và có những phân đoạn lấy nước mắt của người xem. Với vai diễn này, cô vừa đoạt giải Cánh Diều Vàng 2023 ở hạng mục Nữ Diễn Viên Phim Truyện Truyền Hình Xuất Sắc. Tại buổi lễ, Quỳnh Côn xúc động chia sẻ, thật bất ngờ nhưng hạnh phúc vì Quỳnh được vinh danh trong hạng mục Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Cánh Diều Vàng 2023. Quỳnh muốn gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức lễ trao giải, những vị giám khảo đã tin tưởng trao cho Quỳnh sự khẳng định lớn đến như vậy. Nhiều khán giả dành lời khen cho cô nàng bởi lối diễn xuất tiến bộ và nhan sắc ngày càng quyến rũ. Có thể nói người đẹp sinh năm 1995 đã thoát khỏi danh xưng hot girl và được khán giả nhìn nhận như một trong những diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Việt. Cô tâm sự với chúng tôi, Quỳnh vô cùng biết ơn và trân trọng những lời khen của khán giả dành cho mình. Mỗi một sự cố gắng của bản thân khi được công nhận là một nguồn động lực to lớn thúc đẩy Quỳnh tiến lên, chăm chỉ hơn mỗi ngày. Nhờ những nhận xét đó, Quỳnh càng cố gắng hơn để không phụ lòng khán giả đã tin yêu ủng hộ mình. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.